Phần thứ nhất, cô và Toriha sẽ giúp các con kể về một người lao động trí óc. Tiết trước chúng ta đã tìm hiểu rồi, bây giờ mình sẽ tìm hiểu thêm một chút để ta chọn đối tượng cho phù hợp, bởi vì tiết trước chúng ta chỉ quan sát từ tranh thôi. Vậy đối tượng để chúng ta có thể lựa chọn đó là bác sĩ, giáo viên, kỹ sư xây dựng, kiến trúc sư, nhà nghiên cứu, nhà văn, nhà báo. Đây chỉ là một vài gợi ý của cô thôi, còn có thể tham khảo ở phần mở rộng vốn từ về sáng tạo. Thứ hai, chúng ta cần lưu ý về phạm vi chọn đối tượng. Con có thể lựa chọn những người là tầng lớp lao động trí óc này bằng cách con kể về người thân trong gia đình con. Cũng có thể đó là người hàng xóm của con hoặc người mà con đã được đọc và tìm hiểu qua sách, báo, truyện. Cũng có thể đó là một bộ phim mà con đã từng xem. Như vậy, con có rất nhiều nguồn để tham khảo và kể về một người lao động trí óc mà con biết. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng dựa vào hệ thống câu hỏi để xây dựng thành mạch ý chung khi con muốn kể về người lao động trí óc nhé. Trước hết, con phải giới thiệu người đó là ai và làm nghề gì? Vậy con sẽ giới thiệu trong phần đầu của bài viết của mình, đó là tên, nghề nghiệp, con cũng có thể giới thiệu thêm người đó ở đâu và quan hệ với con như thế nào.